Thế đây. Karis. Và với tư cách là một người lạ của Karis. Người là ai sẽ cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì... em có thể hiểu được lòng của Karis và em. Dạ em đồng quan điểm với Sam ạ. À, đã tìm thấy nhau. Bước đầu mà đã thấy hợp quá trời hợp. Em... sau này thì cái mái ấm của em và Karis. Trời ơi. Được mọi người. Có dù em hát được nữa. Ra đi kinh. Tình yêu là thế. Đôi khi là mình say mê. Đôi khi là mình ngô nghê. Tìm một người để nói ra về. Là thế. Khi yêu ai chẳng cần biết nữa. Không cao quá anh ơi. Bé nó vô được ba chữ đầu là em nói là em không suy nghĩ hoài em nói là nó sẽ hát phần sau như thế nào ta. Mới có ba chữ đầu thôi là thêm lên trên tay em ngồi rồi nè nha. Lên tới cái điệp khúc là em lên tuốt trên đó luôn á. Dạ tại vì vô sai tông thôi chứ bình thường là giọng nó khác được. Em thế đây. Karis. Mà Sam nó mê rồi mê lộ liễu ra mặt luôn vậy đó. Tại anh nhân hỏi thì em nói rồi mà. Mà Sam Sam cái mặt của mình nó hiện rõ lắm Sam. Cái mặt này nè. Kiểu giống như nói chuyện với Trường Giang, kiểu nói chuyện với ba đó. Ba, con thích ảnh. Kiểu vậy. Sao Trường Giang? Cháu nó muốn quá rồi. Cháu nó đang mê quá rồi. Karis, bây giờ anh cho em nói tiếng lòng không? Nhiều khi người ta tướp. Chưa có hỏi có ý kiến với chàng trai. Em về em Hoàng Thùy với Sam. Em có gu với dài hay ngắn? Anh làm như vậy là người ta ép xong người ta tình. Em không nói về gu phụ nữ, em nói gu đàn ông được không ạ? Gu đàn ông được không ạ? Chào em. Trời ơi. Ủa cái thời buổi gì loạn hết vậy trời. Loạn lạc. Loạn lạc quá. Sao ơi bắt đầu suy sụp chưa em? Em suy sụp rồi. Cái để người lạ nói đi. Người lạ sao người lạ? À, không phải vấn đề là tại vì những bài hát của em thường em hay nhắc tên anh. Tôi nghĩ em sẽ... Khoan xí đi. Anh ơi đừng có ảo tưởng. Đây là cái gọi là cái sự tinh tế à. Không dám từ chối chị. Nhưng sao? Mà... mình chuyển đi chị. Ôi kia đừng đồng đội em nè. Thùy, anh nói thật với em á. Thùy. Em qua đây Thùy. Em qua đây gia đình Thùy. Gia đình hạnh phúc nè. No, cái gì vậy? No. Cái gì mà một chùm vậy? Đội có 5 đứa chứ nhiều. Cái gì mà giống như gia tộc họ Quỳnh vậy? Đội có 5 đứa à, không có nhiều trăng à. Thôi bây giờ về đi, ta sẽ ra về chỗ. Hoàng Thùy qua bên đây ngồi đi em, nè. Thử đi, ừ, thử đi. Thử đi. Ok, thử đổi gió coi sao. Hợp cả cái ngồi luôn cũng được. Nha. Karis với Sam đang độc thân, em chưa thoải mái đó. Mà mặt Karis vẫn thờ ơ ha. Coi như không quan tâm. Ủa? Tới cái chuyện xuất hiện của Sam. Anh cứ coi giống như là bè bột bay trôi vậy. Nói gì với người ta cũng thằng này chứ. Em biết nói gì đâu anh. Em nói cái gì cũng được. Nói câu chính chắn đàn ông coi. 2, 3. Chào em. Trời ơi. Y như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu vậy đó. Người ta từ bỏ một người đàn ông cào cấu đi qua đây gặp em. Bây giờ chào em. Không, thường là cái bước đầu lúc nào người ta cũng thẹn thùng như vậy hết. Em bạo quá sao? Thì nổi cái chuyện nhận xét. Karis nói là không hay. Em cũng nghĩ như vậy. Trời ơi. Karis à, Sam đang phát biểu với tư cách là một người phụ nữ trưởng thành, đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng chưa có gia đình. Đúng. Em một nên hết sức lý để ý về thông điệp đó. Karis thấy sao em? Em nghĩ bài này hát không hay à. Yes. Yeah. Sam đồng ý không? Dạ em rất đồng ý. Em rất đồng ý với ý kiến đó. Trời. Em đồng ý với Trấn Thành hay đồng ý với Karis nói rõ nè. Em đồng ý với anh Karis. Thành ơi em không là cái nghĩa lý gì hết trơn nghe Thành nha. Tại vì anh chưa nói mà. Nãy giờ anh chưa nói mà. Thành nói rồi. Ủa vậy hả? Thì lúc nãy em nói là cô này không hay. Thì là em theo anh Trấn Thành thiệt. Nhưng mà bây giờ tự nhiên em cảm giác là cô này hát hay. Như hồi nãy là Karis có nói. Như Karis có nói nữa chứ. Trời ơi. Thiệt quá. Bạn này hát thính hay đó. Đầy luôn.
chỗ nào có thính. Thính bay rợp trời ha. Nãy giờ tưởng ăn bè thui không có thính quá trời. Lại còn thế cơ, nguyên một dĩa bì kế bên tôi nè. Em vẫn nghĩ là bạn này hát hay với cái body đó. À, chắc là ngoài cái body thôi. Không, em vẫn nghĩ là bạn này hát hay, nhưng mà cái dòng nhạc này không phải là dòng nhạc của bạn đó, mà bạn đó phải hát những cái dòng nhạc mà nó trẻ hơn một chút xíu. Karik, em có đồng ý với Sam không? Karik nghĩ sao? Má em nói dù con gái chọn gì mình hay chọn ngược lại. Oh. Phải chọn ngược lại ha, má dặn vậy. Thì cho tới bây giờ em vẫn giữ quan điểm với bạn này hát rồi, không hay. Nghe lời má, Karik có hiểu lắm em. Em cũng nghĩ là không hay. Cái gì vậy Sam? Sam trở mặt như trở bàn tay mỗi vậy. Mỗi người ở mỗi một cái thời điểm người ta sẽ có những cái suy nghĩ và những cái quyết định khác nhau. Mà cái thời điểm này của em nó lẹ quá. Tiếng trước tiếng sau là đổi liền đó. Em biết không, ở cái thời điểm này anh đang rất là hoang mang về em á. Là anh thấy là trời ơi, anh không ngờ một cô em của anh bình thường hiền hậu, bây giờ chỉ vì một anh chàng mà có thể mà trời ơi ba mặt một lời vậy đó hả? Chứ bạn bây giờ này, bây giờ đúng rồi để Sam chọn cho Karik. Với tư cách là một người phụ nữ trong gia đình. Trời ơi, thôi chết kìa. Chết rồi. Trong gia đình của những gia đình sắp được lập gia đình. Đúng rồi. Và... và với tư cách là... và với tư cách là một người phụ nữ chín chắn, có chiều sâu và có suy nghĩ. Và với tư cách là... và với tư cách là một người lạ của Karik. Người lạ ơi, xin cho tôi mặn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mọi bế quá. Người lạ. Em nghĩ là cái suy nghĩ này em có thể hiểu được lòng của Karik, và em nghĩ là em sẽ nói đúng cái nỗi lòng của Karik luôn. Mình hiểu nhau ha. Giờ thì số mấy nào? Em sẽ chọn số 6. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Em không nghĩ số 6 đúng không? Ý kiến của Karik sao? Giờ thì em mới nói anh Thành là em nghĩ số 6 hát hay à. Nhưng mà nó có giống dai không? Dạ em đồng quan điểm với Sam mà. Họ đã tìm thấy nhau. Bước đầu mà đã thấy hợp quá trời hợp. Em ngồi rồi. Đây tự nhiên chứ bao giờ em cảm thấy em thừa thải như vậy. Thôi đi đi chỗ khác. Đại diện gia đình nói câu tự tế cái coi cưng. Tất cả cuộc đời Karik phụ thuộc vào tay em. Ráng lên. Cơ hội ngàn năm có một. Là một người phụ nữ của gia đình. Trời ơi hả? Hoài luôn á. Chết luôn á thiệt á. Với tư cách là. Với tư cách là một người phụ nữ trưởng thành. Đúng. À, và với tư cách là một người lạ của Karik. Sắp quen chứ sao bây giờ lạ nó. Hồi đầu lạ bây giờ là sắp quen lạ rồi. Lạ trong ngoặc kép anh. À vậy hả? Ok trong ngoặc kép. Mà anh thấy là người lạ là quan trọng nhất trong cuộc đời của Karik không? Nhất. Karik không có người lạ ơi thì không còn là Karik. Thì em nghĩ là em sẽ chọn thay cho Karik bạn số. Em muốn quận 2, khu vực Thảo Điền, nhà ở nâng cấp, hay là em muốn khu vực quận 7, Phú Mỹ Hưng, một khu đô thị mới. Sau này thì cái mái ấm của em và Karik. Trời ơi. Em đang chọn nhà mà. Trời ơi. Tự quy định luôn. Karik sẽ ngồi nó không biết nói gì luôn. Thôi rồi mình luôn. Té ho luôn. Mấy? Anh muốn mình về quận mấy? Qua ghế giữa ngồi Sam ơi. Anh muốn mình về quận mấy? Quận 2. Quận 2 xa lắm, quận 7 đi. Quận 7 đi, quận 7 đi. Quận 7 là nhà em. Thật sự, quận 7 là nhà em. Vậy dạ. Là chọn số 7 ạ.